Hello, xin chào cả nhà, xin chúc cả nhà một ngày mới, một buổi tối thân tâm an lạc và hạnh phúc. Và giờ đây Thảo xin tâm sự với cả nhà. Thảo không biết vì sao mấy tháng vừa qua Thảo rất là buồn, và những ngày gần đây tâm trạng của Thảo rất là đau khổ. Vì sao vậy? Thảo không nói Thảo là một người từ bi, một người tốt, nhưng mà chắc gì cái lời nguyện của Thảo á cả nhà. Ngày xưa Thảo nói với Đức Thích Ca rằng xin cho con có lòng từ bi và trí tuệ. Thảo biết pháp là cây cầu nối, pháp chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì nó nửa ma và nửa Phật, nửa thật và nửa giả. Tất cả kinh sách trên cõi đời này và tất cả các vị ngộ đạo nói vị này nói vị kia, hạnh nguyện này hạnh nguyện kia, nhưng mà tất cả chỉ là lời nói chứ mình không chứng nhận được điều đó. Và Thảo cũng thế. Nhưng mà chúng ta sẽ dựa vào cái pháp đó mà chúng ta tu tập và có lòng từ bi. Thảo không biết pháp của Thảo thật hay giả, hay là cái gì đó trong tâm Thảo khởi ra. Thảo không cần biết đúng sai, nhưng mà Thảo chỉ biết một điều là Thảo chỉ muốn giúp đời. Thì cái muốn giúp đời đó nó sẽ là chánh đạo. Còn ngoài cái là giả thật nó không quan trọng. Các bạn có biết hiện bây giờ trên thế giới quá nhiều sự đau khổ và chết chóc chiêu cảm. Khi Thảo phóng tâm lại nước BBA gì đó, Thảo chịu không nổi. Cái lực của Thảo chịu không nổi. Thảo mở YouTube lên, cháy nhà động đất, lửa cháy. Mà mặc dù cái dự báo này là Thảo đã báo trước cách đây 7-8 tháng vừa rồi rồi. Các bạn coi clip thì các bạn biết đúng không? Thảo nói trái đất chúng ta ăn nhiều chúng ta phải ị, trái đất ăn xác chết nhiều thì chúng trái đất phải xoay chuyển và phải ị và thanh lọc thì chúng ta sẽ gặp nạn. Thảo đã nói trước hết rồi. Và ngày hôm nay Thảo rất sợ những cái lời tiên đoán và những cái lời thông báo của Thảo. Ngày xưa Thảo không biết, Thảo nói, Thảo bói, Thảo toán đủ thứ chứ. Nhưng bây giờ Thảo ngộ, Thảo sợ ghê gớm. Thảo sợ cái lời nói của Thảo nó đúng sự thật. Cả nhà có biết không? Nếu như mà con cha con mẹ linh căn mà vào cái tháng 8 này mà không đau, không khổ, không buồn, không tơi tả te tua, không quằn quại thì không phải là linh căn. Cho nên á, cuộc đời của Thảo, Thảo không là gì hết, nhưng mà những người mà gọi là linh căn không ai lại gần Thảo được. Bởi chịu không nổi, bị đòn. Rất là nhiều người muốn trợ lực với Thảo, muốn đến gần Thảo. Nhưng mà đến chừng vài ba ngày rồi cũng bỏ của chạy lấy người. Vì bị đánh quá, khó thở, mệt, rã hồn, cho nên sợ rồi cho Thảo là tà đạo. Nhưng mà không biết rằng ngày xưa đánh giặc đặng đồng, ngày nay đánh giặc trở về quyền năng. Từ sau này sẽ không còn đánh giặc bằng đạn đồng súng ống nữa đâu các bạn. Vì các đấng thiêng liêng, cha trời mẹ đất,
sẽ xoay chuyển càn khôn vũ trụ, sẽ cho chúng ta đánh giặc bằng ý tưởng, đánh giặc bằng tâm linh, đánh giặc bằng quyền năng, chứ không còn đạn đồng nữa. Cho nên đất nước muốn yên lành là các anh bộ đội phải ra chiến trận. Cho nên sau này chúng ta ráng tu để bảo vệ đất nước, là chúng ta sẽ đánh bằng nội lực của chúng ta, đánh bằng cái tư tưởng của chúng ta. Cho nên nếu mà đã lệnh Linh Căn là thay thế ngày xưa các anh bộ đội đã hy sinh đổ máu xương vào cái đất nước Việt Nam này, thì sau này sẽ có những người Linh Căn, con cha con mẹ gọi là những người xả thân cầu đạo, sẽ chấp nhận ốm đau bệnh tật khổ sở. Cho nên những người nào đã từng theo Thảo mà bị đánh, bị đòn, bị bệnh thì nên mừng vì các bạn có việc làm, chứ không phải Thảo tà đạo mà theo Thảo mà bị đòn, không phải như vậy. Bởi vì Thảo là người khởi nguồn của sự xoay chuyển vũ trụ. Chưa đâu, bị đòn ngày hôm nay nhỏ thôi, nhưng mà ngày sau có thể ói tại bàn, học máu tại chỗ luôn kìa. Chứ còn cái chuyện mà rã hồn banh xác, mệt mỏi mà đuối, chuyện bình thường. Cha mẹ đã thương yêu, các đấng thiêng liêng đã thương yêu chúng ta, đã xây cái nghiệp lực cho chúng ta rất là nhẹ, để chúng ta được có năng lượng và được chịu đòn và được cứu thế, chứ không còn phải ra chiến trường dầm xương dãi nắng, không còn phải súng ống đạn đồng nữa, thì chúng ta nên mừng vì chúng ta đã được nâng cấp lên của thế giới sau này. Cho nên những người linh căn là những người đang chịu đòn lần lần, hãy mừng đi. Có thể bạn ăn một chén cơm, vài cọng rau bạn thấy ngon, nhưng thực tế Thảo chỉ uống một ly nước, Thảo sẽ sống một ngày. Cao lương mỹ vị Thảo ăn không ngon, vì sao thế? Vì buồn, vì khổ, vì lo, vì sám hối, vì ăn năn, ăn không thấy ngon. Các bạn có biết không, Thảo đã dự định trước bao nhiêu ngày tháng rồi. Nếu như cái giờ phút này là cái giờ phút để chúng ta quây quần bên nhau, giờ phút này là giờ phút để chúng ta yêu thương và gắn bó và đoàn kết. Nếu như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta vì tình tư, vì cái gì đó, chúng ta nói chúng ta thương cha trời mẹ đất, nhưng mà tại sao giờ phút này chúng ta lại chia rẽ vì một cái lý do, một ý tưởng gì đó mà chúng ta bỏ nhau, mà chúng ta làm cho nhau đau khổ, chúng ta không đoàn kết, trong khi chúng ta nói chúng ta ngộ đạo, chúng ta là con cha con mẹ, chúng ta xuống trần gian. Tôi không biết bạn ở cõi nào, bạn ở nơi nào, nhưng cái giờ phút này mà các bạn rời nhau, các bạn chia rẽ nhau, các bạn không đoàn kết, các bạn hơn thua, các bạn vì tiền tài danh lợi, vì thất tình lục dục gì đó mà các bạn không không đồng tâm hiệp lực để trợ lực để vượt qua cái ưu bi khổ não, thì các bạn đem vứt. Thảo không thuyết pháp mà Thảo chỉ tâm sự. Bao nhiêu ngày nay từ 12 giờ đến 3 giờ sáng Thảo bị đánh lên bờ xuống ruộng, các bạn như thế nào? Cái khổ, cái đau, cái bệnh, cái chết, cái nạn, cái tai, cái những nguồn năng lượng nó phóng đến mình, nó cầu cứu mình, là những cái hương linh họ đang dựa dẫm mình và họ cần sự giải thoát. Để mình chiêu cảm, mình yêu thương và mình có lòng từ bi. Thảo là người được hòa vào vũ trụ. Vũ trụ buồn, Thảo buồn, vũ trụ vui, Thảo vui, vũ trụ khóc, Thảo khóc. Nếu như bạn nói là cha trời mẹ đất giận Thảo, tức Thảo vì Thảo tiết lộ thiên cơ, thì bạn đã sai.
Thảo chưa bao giờ tiết lộ thiên cơ và hại ai cả, và có cái điều gì xấu, Thảo chỉ bóc trần sự thật để các bạn cùng nhau vượt khổ. Trên cái thế giới này, các bạn hãy nhìn đi. Chúng ta được làm thân người đó là cái phước báo quá lớn. Vì sao chúng ta sanh con, đứa hiền, đứa lành, đứa ngoan? Bởi trong cái thời gian mà thụ tinh và mang thai, nó sẽ tùy theo cái năng lượng của người mẹ hiền lành. Cái thời gian mang thai mà ta hiền lành, ta yêu thương thì con ta sẽ hiền lành. Trong cái thời gian mang thai mà ta sân si phẫn nộ thì con ta sẽ sân si phẫn nộ. Cho nên con ta nó sẽ theo cái hạt giống tự ý sinh khí của ta trong thời gian đang mang thai và thụ tinh. Cho nên Thảo nói á, Thảo sẽ không gục ngã bất cứ một cái khó khăn nào hết. Cái đau cái bệnh Thảo chịu không nổi, nhưng mà thực tế thì Thảo cũng đã trải qua quá nhiều. Thảo không mong cho Thảo được bình yên và hạnh phúc, mà Thảo chỉ mong Thảo đủ sức để vượt qua giông bão cùng các bạn. Cho nên Thảo hứa, cho dù vào hoàn cảnh nào, trong cuộc sống nào, thì Thảo phải gắng rèn luyện bản thân, rèn luyện đầu óc, rèn luyện linh hồn để khai ngộ cho mọi người. Thảo không có tiền có bạc, Thảo không có đủ năng lượng để cứu khổ các bạn, nhưng Thảo sẽ dùng tình thương cho các bạn. Bất cứ hoàn cảnh nào, như thế nào, Thảo sẽ cố gắng. Cho nên cuộc đời của Thảo, Thảo là người nặng tình nhất. Cái tình của Thảo là gì? Người ta nuôi Thảo một ngày, người ta chăm sóc Thảo một ngày, thì cái tình đó Thảo sẽ nhớ và Thảo sẽ đau khổ khi nó người rời xa Thảo. Cho nên Thảo nhớ ngày xưa Thảo 11 tuổi, Thảo quen một người bạn gái, người bạn chỉ một tháng bên cạnh nhau mà người đó rời xa Thảo ra đi. Thảo bệnh 3 tháng, Thảo đau khổ đến 10 năm. Các bạn thấy sợ chưa? Cho nên cuộc đời của Thảo, Thảo sợ nhất là tình cảm và Thảo sợ nhất là mang ơn. Đừng ai tốt với Thảo và đừng ai giúp đỡ Thảo cả. Cái người bạn vừa rồi mất Thảo chỉ giúp đỡ Thảo ca hát, chia tiền cho Thảo được một vài lần và cho Thảo vài gói mì thôi, mà Thảo phải nặng cho đến ngày ngày bạn mất. Không cần người đó phải đem tiền cho Thảo, không cần người đó phải chết cho Thảo, chỉ cần người đó cho Thảo một cái tình thương một chút thôi thì Thảo sẽ nặng cả cả cuộc đời. Thảo rất nặng tình thương, cho nên mỗi bước chân của mình đi, bạn có biết không, bạn không thấy thôi, chứ mỗi bước chân của mình đi đều có sự chết chóc của tinh linh bé nhỏ dưới chân mình. Một cọng cỏ nó cũng có sự sống và nó cũng có sự vui. Khi mình nhổ lên nó cũng có sự đau. Vậy thì các bạn có hiểu cái sự suy nghĩ của Thảo nó quá đi sâu, nó quá tiềm thức, cho nên nó quá nhiều sự nặng nặng đau. Cho nên khi người ở bên cạnh Thảo không cảm nhận, hàng ngày Thảo phải quằn quại, phải tơi tả, phải te tua. Có những lúc mà Thảo xỉu lên xỉu xuống, Thảo thở không nổi, rồi không hiểu nói rằng là Thảo bị nghiệp quật không. Bởi vì Thảo chiêu cảm được sự khổ và Thảo thương, cho nên Thảo đau, Thảo xót, Thảo khổ và Thảo hối hận những cái gì mà mình đã tạo ra trong sự lầm lỡ. Cho nên mỗi bước chân của mình đi, bạn có biết không, bạn không thấy thôi, chứ mỗi bước chân của mình đi đều có sự chết chóc của tinh linh bé nhỏ dưới chân mình.
một cọng cỏ nó cũng có sự sống và nó cũng có sự vui, khi mình nhổ lên nó cũng có sự đau. Vậy thì các bạn có hiểu cái sự suy nghĩ của Thảo nó quá đi sâu, nó quá tiềm thức, cho nên nó quá nhiều sự nặng nặng đau. Cho nên khi người ở bên cạnh Thảo không cảm nhận, hàng ngày Thảo phải quằn quại, phải tơi tả, phải te tua, có những lúc mà Thảo xỉu lên xỉu xuống, Thảo thở không nổi, rồi không hiểu nói rằng là Thảo bị nghiệp quật không, bởi vì Thảo chiêu cảm được sự sự khổ và Thảo thương, cho nên Thảo đau, Thảo xót, Thảo khổ và Thảo hối hận những cái gì mà mình đã tạo ra trong sự lầm lỡ. Bạn nghĩ đi, một con kiến bé nhỏ, bạn thấy nó bé nhỏ, nhưng bạn trong cái thời gian trong cái bếp mình nấu ăn hay mình làm cái điều gì đều có sự chết của chúng sanh. Vì sao như thế? Tại sao trái đất này quá nhiều sự sống của tinh linh và mỗi một cái bước đi, một cái dặm dò chúng ta đều có sự chết chóc của muôn loài vậy? Vậy thì bạn có hiểu được là những cái sự chiêu cảm nhỏ nhặt đó thì Thảo đau như thế nào? Thảo nói á, nếu như Thảo không có lòng từ bi thì Thảo sẽ không gom nhặt những cái thứ đau khổ để làm hành trang sống cho mình. Trong giấc ngủ Thảo vẫn tìm tòi và học hỏi, nhưng không biết như thế nào. Mình biết là mình thương mọi người, mình muốn mọi người sống có nhau, chết có nhau, mình muốn giúp mọi người thoát khổ, không còn ưu vi khổ não, không còn chiến tranh, không còn dịch giả, không sự chết. Nhưng tại sao mình rất là sân? Ai làm Phật ý mình sân dữ lắm, ai mình làm tổn thương mình đau lắm. Thảo không biết lý do gì mà Thảo còn cái tánh đó đó. Thảo rất sân. Các bạn biết á, năm nay quá nhiều thiên cơ, quá nhiều sự tiên đoán làm cho Thảo rất mệt. Thảo rất là mệt. Thảo đâu có khổ đâu, Thảo có nhà, Thảo có con xinh, Thảo có chồng đẹp, Thảo có người thương. Thảo không phải cực khổ như ngày xưa nữa. Nhưng mà vì sao Thảo phải đau? Bởi vì sao? Bởi vì Thảo không biết phải làm sao để cứu khổ mọi người. Năng lượng nó chỉ là trợ lực, chỉ là tìm hiểu cho những người cùng căn cơ với mình thôi, chứ năng lượng nó sẽ không giúp ích được cho những người chưa ngộ đạo và những người chưa khai mở tâm linh. Cho nên nó khổ là khổ ở chỗ đó. Chứ thật sự mọi người mà khai mở đôi mắt tâm linh mà cảm nhận thì các bạn sẽ cảm nhận được cái nỗi lòng của Thảo liền. Cho nên Thảo mới khuyên các bạn hãy tu tập, hãy quay về tâm linh giùm Thảo để khai mở tâm linh, để có những nguồn năng lượng thì các bạn sẽ biết yêu thương và các bạn sẽ không tạo tác nữa. Thì các bạn sẽ biết những gì đang hiện diện và đang diễn ra trong cái cõi đời này.
Thế gian này quá nhiều sự mất mát và chết chóc đau thương, nhưng thế gian này cũng có đầy dẫy sự hạnh phúc và vui hưởng an lạc. Và thế gian này đầy đủ các quyền năng mà cha trời mẹ đất các đấng thiêng liêng không cho chúng ta cảm nhận hết. Vì sao? Bởi vì chúng ta không có tình thương và sự giác ngộ của lòng vị tha. Chúng ta tu tập, chúng ta có được một chút năng lượng, một chút thần thông, chúng ta đấu đá, chúng ta đánh nhau, chúng ta sát hại nhau, thì làm sao Thượng Đế cho chúng ta khai mở hết? Thảo thì đầy đủ hết rồi. Tuy rằng Thảo không có quyền năng, nhưng mà Thảo biết vũ trụ buồn Thảo buồn, vũ trụ khóc Thảo khóc, vũ trụ vui Thảo vui. Và mỗi một lần Thảo đau Thảo xót thì mưa gió. Cho nên Thảo cảm nhận được Thảo đã kết nối được với vũ trụ. Thảo đã được xuất hồn rồi, Thảo đã được vào thế giới tâm linh rồi, Thảo hiểu hết rồi. Nhưng mà Thảo vẫn ưu bi khổ não. Trái đất này còn mất bao lâu việc hay khổ do câu ai hát? Thảo giờ không dám nói tới mình nữa. Nhưng mà Thảo biết nếu chúng ta không biết quay đầu, chúng ta không biết yêu thương, chúng ta không biết quý trọng thiên nhiên, chúng ta không biết uống nước nhớ nguồn, chúng ta không biết gìn giữ, thì trái đất này sẽ bị diệt vong.